Vâng, trận thi đấu thứ hai. Vâng, hai Hyper hai Egypt thì phải. À, vâng, như vậy là Baby, Hyper Sian và một Egypt là quân của bên phía Team Game TV. Còn đây là cho son của game thủ màu 8 vô thường. Tiểu Bạch Long cầm Pearl, Gunny cầm Hit, Tom cầm Phô. Sắp xếp quân bài là mắc tù dành cho bên phía team của Game TV. À, bên phía team của các game thủ Thái Bình. Các bạn có thể thấy là hai nhà cung bị đẩy ra đầu cánh, còn hai nhà chém thì lại nằm ở trong cánh. Với cái thế nhà của Dũng Con và game thủ Gunny thì rất có thể là sẽ có một nhà kẹp ở góc 9 giờ. Vâng, rất sợ một bài có một nhà kẹp góc 9 giờ. Và nhà đó mà lại nhận là nhà bơ thì mệt. Một Egypt, Hyper, một Babylon. Bài hit của Gunny thì đang rất giàu, nhưng rừng toàn là rừng dừa. Tôm cầm phô. Anh có một thế bài sợ tường ở góc 4 rưỡi, 5 giờ. Vô thường cầm cho son. Vâng, tôi cũng chưa biết là xem ai ở cái bài này. Khi mà màn hình máy người cầm Pearl, game thủ Dũng Con thì lại không thể cài được máy của anh. Bởi vì vâng, cái dàn máy mới nó đang có một chút trục trặc. Có thêm quả phụ dành cho game thủ phi thường đây rồi. Anh vừa gặp một con sư tử, giết nó thôi. À, xem Gunny đi. Bài Gunny nhiều voi lắm hiêu. Đấy, quả phụ đây luôn, cả hiêu nữa. Bài hit này giàu, rất giàu. Mỗi tội là nhà thì lại rừng xấu. Ơ kìa, voi quay đầu. Không hiểu vì sao con voi vừa rồi nó lại quay đầu. May mà pha vừa rồi con dân chết và con voi thì lại không phải là thằng dân mà phi phát giáo cuối cùng. Chứ nếu không thì con thịt con voi này nó sẽ bốc thành hơi. Thôi coi, nói chung là một bài 4 voi thì chết một dân thì cũng hợp lý thôi. Người ta bảo là cái gì nó hoàn hảo quá thì nó cũng không phải là quá tốt. Thế nên là thôi, chết một dân được. Đấy, con voi đang lúc lắc mà khả năng đó là một đôi. Còn hai hiêu nữa ở kia. Nhưng từ từ tí nữa thì giờ lùa sau. Sao không đi tiếp một tí nữa ra? Nhưng có lẽ là cũng chả cần, bởi vì là với lượng đồ như này thì anh đã đủ để có thể ép lên đời rồi. Bãi quả đầu là hơi xấu. Chính vì vậy nên là bài này thì Gunny sẽ không thể kích được quá sớm. Ba quả dành cho bài hit team. Một bài hit là rất giàu. Dầu về đồ ăn, nhưng rừng thì là xấu. Tôm thì sao? Vâng, bài tôm cũng khá khung. Chúng ta có thể thấy là nhà của tôm thì có 3 cánh rừng bao quanh. Vâng, nhà Gunny mà rừng xấu đến bao nhiêu thì nhà tôm lại rừng lại mắc đẹp đến bấy nhiêu. Đúng là phô. Vâng, cái nhà nào mà lâm tặc thì nó lại có nhiều gỗ. Vô thường thì đang câu voi, 25 dân. Hình như là anh và Dũng Con đang ăn chung nhau 7 hiêu dưới kia thì phải. Tôi vừa thấy dân của Dũng Con đi qua. Gunny vừa thông báo là anh gặp game thủ màu 2. Vâng, đúng rồi, có cái gì đó màu đỏ đang di chuyển ở kia. Và hình như là con xe giò. Màu 2 là Persian của game thủ Chip Boy. Tôi nhớ là màu 2 và màu 3 là đều là Hyper. Vâng, no 1 lên đời 2-3 dân và lên sớm vậy. Hypersian khả năng chém phũ những thiết điều đầu tiên của bên phía team Game TV là rất tốt. Đây sẽ là một bài mà Gunny sẽ đánh cung kiểu đánh cung liều tiều, đánh cung bo nhỏ.
BM ở đây và BA sẽ đóng ở cái triền dốc trên này. Đây. Chéo nhà vào chỗ này để ôm bãi quả. Ăn hoang. BA. Ngựa giò của nó một đã bắt đầu chạy rồi. Không biết là Dũng con đã giò vào góc chiến giờ chưa và xem có ai hay không. Có lẽ là cần phải cử một chim lợn ra ngồi sau Dũng con và thỉnh thoảng thì vâng thông báo về cái timeline của anh. Tôm là 26. Tôm vẫn chưa bị ai động vào. Vô thường, vâng vô thường bị nó một chọc rồi, như vậy là nó một dâng lờ lên đây rồi. Phải không? Khi mà tôi nhìn thấy một cái chấm màu vàng ở giữa chỗ thẳng nhà tôm ra. Ngựa giò của Pơ là công giáp đầy đủ. Như vậy thì khả năng rất cao là một nhà đầu cánh của game thủ tôm là một người đánh cung. Và Persian trong cánh dâng lờ lên. Còn cánh kia thì nó game thủ chip boy đánh cầm Pơ ở đầu cánh rồi. Đây là Gunny, 27/44. Có cung tê rồi. Có lẽ là anh nên nâng nốt cái giáp cho con cung tê cho nó chắc cú. Bởi vì bên kia có lạc đà nhiều lắm. Vâng, bên kia thì các game thủ MTV ép đời là rất tốt. Có nâng một cái giáp không đây? Bài này để mà xong dân ra được thì cũng hơi bị mệt. Vâng, khi mà cái timeline mà nó chưa có khoảng tầm chục con cung thì việc xong dân nó là hơi xa xỉ. Rất nhanh tay, kia vẫn hở. Khe của BA vào cái BA kia vẫn hở. Hở gần đi ở đấy, chỗ đấy đấy. Rồi, rất kịp thời. Với ba hai con chuyện lạc đà và một con ngựa giò này thì tên cung đầu tiên nở ra là Gunny sẽ thủ tươi. Với những nhà BA trên dốc không hề phải nghĩ ngợi gì. Nhưng mà chiếc boy đang gọi viện binh. Vâng, cố lên. Thêm dân ra sửa. Vâng, chim còn lấy vâng dân ra sửa được 7 con lạc đà ban chém ruộng cơ mà. Không phải nghĩ. Đây mới chỉ có 3 con lạc đà bơ thôi. Tôm thì sao? Đúng là tôm gặp nhà màu 4 rồi. Màu 4 của ông anh. Và tôm cũng đang bị Persian nó chơi vào. Đây là Babylon của ông anh. Trong khi đó thì nó một vẫn đang đục quét ở đầu này. Ba nhà BA. Vô thường có cứu không đây? Vâng, vô thường đang là chơi vào nhà của game thủ Hồng Anh. Anh mang phù sang để hù những con lạc đà của game thủ cầm Persian. Làm một hai con lạc đà này thì mát đây. Một con rồi, hai con luôn. Vậy là gà tôm sẽ được giảm áp lực hay không? Nhưng mà anh vẫn đã thủng nhà rồi. Đúng là đối đầu với những một trong những game thủ mà đánh cung hay nhất Việt Nam thì cũng là một cái gì đó mà rất khó cho tôm. Chúng ta không thể trách được tôm. Ông anh là một người đánh cung R. Và ở Việt Nam bây giờ thì có lẽ chỉ đứng sau chim thôi. Những tên cung R của Babylon vẫn ra rất đều. Gunny cầm hit đang đối đầu lại với cả game thủ Hoài Bão. Hoài Bão là người cầm AC và Tiểu Bạch Long đang dâng lờ lên trên này. À vâng, Egip đúng rồi. Hoài Bão cầm Egip thì đúng hơn. Vâng, game thủ Gunny bắt đường đi quân là khá hay. Vơ cũng chỉ mới có 5 con cung R thôi. Vâng, 6 con thì bị bắn chết 2 con rồi. Còn đây là nhà của thủ Pơ. Pơ màu 2 của Chip Boy. Tiểu Bạch Long cũng dâng lờ lên chém khá tốt trên này. Có vẻ như là nhà anh cũng đã chém được một cơ số dân của Chip Boy rồi thì phải. Khi mà những con lạc đà của Chip Boy nó không còn chảy quá đông ở đây nữa. Bây giờ Gunny bắt đầu ra ruộng ở nhà. Vâng, những con cung R của game thủ Hoài Bão. Đây là cung R Egip. Không biết là Dũng con có trong này không mà Gunny hổ báo phi vào vậy. Vâng, chơi thôi. Vâng,
Gandhi còn tự thay vẻ để đóng cửa vào bắt mình. Khá hay. Đây là một pha mà tự cho mình vào chỗ chết để có thể mình có thể tìm được đường sống. Nhưng mà ở nhà của anh thì đang bị công vào. Màu 3 và màu 4. No 1 và game thủ Hồng Anh. Các bạn có thể thấy là một pha vẩy e chặn cung khá hay của đội Gandhi. Thế nhưng mà No 1 vừa có một tên Ken BE là kinh khủng. Vâng, một tên Ken BE là khá hay dành cho No 1. Thì là chú ý dân chạy đi anh. Chip boy cũng đang ở đây. Vâng, Tiểu Bạch Long đã vào ở trong này rồi. Một cái hốc là khá đẹp dành cho game thủ Vơ. Tham lai. Vâng, màu 4 quá to. Hồng Anh thăng cánh. Tôm và vô thường không thể chống đỡ được lại một người đánh cung hay như Hồng Anh. Và nó thơ Hồng Anh thông một phát sang cánh bên kia luôn. Đen. Tỷ số là 1-1. 1-1 trong set đầu thứ hai dành cho Team Game TV. Một trận thi đấu mà sắp xếp quân là Mắc Tù dành cho Thái Bình.